Niềm vui mừng, sự hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt phụ huynh, học sinh trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội khi các em được trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Nước rửa tay được đặt tại nhiều điểm trong trường. Công tác đo thân nhiệt cho học sinh và khai báo y tế được nhà trường nghiêm túc thực hiện chu đáo. Tôi cảm thấy rất là vui và các con cũng rất là vui khi được quay trở lại sau thời gian kỳ nghỉ dịch. Hôm nay đến trường, con được gặp bạn, gặp bè, gặp cô giáo, bọn con được chơi đùa rất vui. Cháu rất vui ạ, bởi vì hôm nay sau dịch Covid này thì cháu được đến lớp gặp bạn bè ạ. Để đảm bảo việc đến trường của các em học sinh an toàn, nhà trường đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Đặc biệt, do đã từng là nơi cách ly nên nhà trường cũng có kinh nghiệm hơn trong việc phòng chống dịch. Trường đã bố trí phòng cách ly tạm thời dành cho các trường hợp có dấu hiệu ho, ốm và sốt. So với các trường khác thì trường tiểu học Xuân Phương có khác một chút. Ví dụ như là khi mà ra chơi thì yêu cầu bắt buộc học sinh là cứ ra sân trường, ra hành lang là phải đeo khẩu trang. Phòng y tế thì chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ cơ số thuốc, bổ sung thêm khẩu trang, rồi là nước sát khuẩn, vân vân. Và tất cả đã được dọn dẹp khử khuẩn 5 lần tất cả từ khi mà trường được dỡ bỏ cách ly. Trường tiểu học Xuân Phương hôm nay gần như 100% học sinh toàn trường đến lớp. Trong đó có cả các em học sinh lớp 3E đã từng được cách ly ngay tại trường một tháng trước. Tiết học đầu tiên trong buổi học hôm nay của các em không phải về kiến thức mà là những trao đổi giữa thầy cô và học trò về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những chiếc phong bao lì xì nhân ngày đầu năm mới mà cô giáo dành tặng các em là món quà Tết ý nghĩa giúp các em có động lực và tự tin hơn trong học tập. Rất là vui đấy ạ, nhưng mà riêng với chúng tôi thì cái niềm vui ấy và cái niềm hạnh phúc ấy nó được nhân lên rất là nhiều lần. Bởi vì trường của chúng tôi thì cũng vừa trải qua một cái giai đoạn cách ly tại trường và các con thì cũng có những cái lo lắng nhất định. Thì khi mà trở lại trường thì các con cũng rất là vui vẻ và hào hứng, đặc biệt là thấy các con là có một cái sức khỏe rất là tốt khi trở lại lớp học. Cũng giống như các em của trường tiểu học Xuân Phương, hơn 2 triệu học sinh toàn thành phố được đi học trở lại từ ngày hôm nay. Trong tuần đầu tiên của tháng 3, các trường học tại Hà Nội sẽ tập trung ôn tập lại các kiến thức trong thời gian học trực tuyến, song song với việc giảng dạy kiến thức để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh và kế hoạch năm học 2020-2021. Cùng với đó, trong những ngày tới, việc phòng dịch vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả để học sinh an toàn khi tới trường mỗi ngày.